Thưa quý vị, trong tuần này, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan rộng ra các tỉnh Tây Bắc và tiến cả vào đến Nghệ An. Dù các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nhưng việc ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có nhiều hiệu quả. Và ngay trong ngày hôm nay đã lại có thêm một tỉnh thành nữa phải công bố dịch bệnh không có thuốc chữa này. Đó là tỉnh Bắc Ninh, nâng tổng số tỉnh thành trên cả nước nhiễm dịch tả lợn châu Phi lên con số 18. Hai ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Bắc Ninh, nằm trên địa bàn xã Tam Đa, huyện Yên Phong và xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, với số lượng lợn tiêu hủy khoảng vài chục con. Như vậy, Bắc Ninh là địa phương mới nhất và là tỉnh thứ 18 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước đó đã có 17 địa phương công bố dịch, gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nghệ An. Cũng trong sáng nay, tỉnh Nghệ An đã phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi mới trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi thứ hai tại Nghệ An cho đến thời điểm này và đều nằm trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.